Xin chào cô chú và chị đã trở lại với kênh Đặt Xe Tải. Hôm nay em xin báo giá một loạt những chiếc xe tải K165 hiện tại đang có mặt tại kênh Đặt Xe Tải. Đầu tiên là chiếc xe K165 đời 2017, đăng ký vào tháng 9 năm 2018 với giá đang được lên trên hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 355 triệu đồng. Chiếc xe tải trọng 2,4 tấn đã có điều hòa, lót sàn đầy đủ, có cả màn hình và cam hành trình. Một chiếc xe cực kỳ đẹp. Xe còn gần như mới luôn, như một chiếc xe lướt. Các chấm sơ bảo hành còn nguyên này. Keo thì còn nguyên nhá. Đến với cả Đặt Xe Tải thì em xin cam kết với các bác là những chiếc xe của em, cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, sang tên đổi chủ một cách dễ dàng. Xe thì được kiểm duyệt từ những người thợ có kinh nghiệm lâu năm về xe. Xe đi được khoảng 1,8 vạn. Xe rất đẹp. Ghế được bọc da. Với giá là 355 triệu đồng các bác có thể sở hữu được chiếc xe chất lượng này. Sáng còn rất là đẹp nhá. Những chấm sơn bảo hành nguyên này. Xe nguyên bản luôn. Sơn còn nhìn toàn xe. Không chút sơn ngoài. Đinh bấm ơi. Thành thùng còn nguyên này. Một chiếc xe đẹp xuất sắc. Đã lót sàn, điều hòa lót sàn đầy đủ các bác nhé. Một lần nữa em xin được báo giá lại chiếc xe này. Chiếc xe K165 đời 2017, đăng ký tháng 9 năm 2018. Một chiếc xe tải trọng 2,4 tấn đã có điều hòa lót sàn đầy đủ, với giá đang được lên mức hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 355 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe K165 đời 2015, một chiếc xe tải trọng 2,4 tấn với giá đang được lên mức hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 295 triệu đồng. Chiếc xe đã có điều hòa lót sàn đầy đủ. Một chiếc xe màu trắng. Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Các bác hãy lên em trực tiếp lên xem xe và nhận đánh giá khách quan nhất.
có sở hữu được những chiếc xe chất lượng như thế này. Ghế nguyên bản này, ghế nguyên bản đó. Em xin được báo giá lại chiếc xe này. Chiếc xe K165 đời 2015. Một chiếc xe tải trọng 2,4 tấn. Với giá đang được niêm yết trên hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 295 triệu đồng. Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, ngay phía cổng một phố Mễ. Đến với Đặt Xe Tải thì em xin cam kết với các bác là những chiếc xe của em cam kết sẽ không lâm đụng này, không ngập nước này, không thủy kích này, sang tên đổi chủ một cách dễ dàng. Xe thì được tuyển những người thợ có kinh nghiệm lâu năm về xe. Thì các bác có thể phần yên tâm về phần chất lượng những chiếc xe bên em. Ngoài những dòng xe K165 đang có những dòng xe các tải trọng từ 5 tạ, 8 tạ, 1 tấn, 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9, 2 tấn 4. Các bạn có nhu cầu những chiếc xe nào để lại comment phía dưới, em sẽ liên hệ tư vấn cho các bác để sở hữu những chiếc xe chất lượng nhất. Em xin được báo giá chiếc xe này, chiếc xe K165 đời 2015, một chiếc xe tải trọng 2 tấn 4 với giá đã được limit trên hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 295 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc xe K165 khác. Một chiếc xe K165 đời 2015 với giá đang được limit hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 300 triệu đồng. Chiếc xe đã có điều hòa, nó sàn đầy đủ. Nguyên nhãn mát của nhà xuất đây, đi bấm các cánh cửa của Nguyên. Thank you.
24 thành thùng hồn đèo của nguyên bản này. Không có sự gọi là va chạm nào cả. Một lần nữa em xin được báo giá chiếc xe này. Chiếc xe K165 đời 2015. Một chiếc xe tải trọng 2,4 tấn với giá đã được lên trên hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 300 triệu đồng. Em ở phố Gia Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Chiếc xe đã có điều hòa, nó sàn đầy đủ. Các bác hãy liên để lại điện thoại hoặc liên hệ qua số điện thoại trên được ghi trên màn hình để có những tư vấn tốt nhất về những chiếc xe mình mong muốn, phù hợp cả nhu cầu kinh tế và công việc gia đình. Kế bên nào đây là một chiếc xe thùng kín K165 đời 2015, một chiếc xe thùng kín tải trọng 2,4 tấn với giá đang được limit trên tổng của kênh Đặt Xe Tải là 285 triệu đồng. Chúng ta cùng review qua chiếc xe này các bác nhé. Một chiếc xe thùng kín tải trọng 2,4 tấn. Chiếc xe phù hợp cho các bác có nhu cầu chở những hàng được cần bảo quản tốt như là chè, như là bánh kẹo, như là cá tôm. Đến sân bảo hành của nguyên này. Vô lăng cửa sổ rất đẹp. Xe là đời 2015 này thì chúng ta rất yên tâm về phần đâm đụng hay là ngập nước. Em cam kết những chiếc xe của em là 100% là không đâm đụng, ngập nước, không thủy kích, sang tên đổi chủ dễ dàng. Xe thì được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhập về, các bác có thể yên tâm về khoản đấy. Em là Đặt Xe Tải, em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vừa rồi là video báo giá về loạt xe tải K165 tải trọng 2,4 tấn hiện tại đang có mặt tại Đặt Xe Tải. Em xin được báo giá lại một lần nữa những chiếc xe hiện tại đang có mặt ở đây. Đầu tiên là chiếc xe K165 đời 2015, một chiếc xe tải trọng 2,4 tấn với giá đang được liên hệ tổng của kênh Đặt Xe Tải cho một chiếc xe thùng kín 2,4 tấn này là 285 triệu đồng. Chiếc xe đã có điều hòa, nó sàn đầy đủ. Tiếp theo là chiếc xe K165 đời 2015, một chiếc xe tải trọng 2,4 tấn với giá là 300 triệu đồng. Chiếc xe K165 màu trắng tải trọng 2,4 tấn với giá là 295 triệu đồng. Và cuối cùng là chiếc xe K165 đời 2017, một chiếc xe tải trọng 2,4 tấn đăng ký tháng 9 năm 2018 với giá limit trên hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 355 triệu đồng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.